tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Thì nếu mà về phương diện cá nhân ấy,
Dạ báo Diệu Hiền. Phương diện cá nhân thì tôi cảm thấy là tôi sống rất thanh thản hơn rất nhiều. Thì mình thâm nhập cái tư tưởng. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế trái tim của tôi.
bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.